chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh. Công an thành phố Đà Lạt tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn cho người dân xã Tà Nung. Khởi tố vụ án sát hại ba bà cháu vì mâu thuẫn nhỏ. Cuối chuyên mục là phóng sự đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại trạm thu phí Liên Đồng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 23 tháng 5, tại Công an huyện Lạc Dương, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh. Tham gia lễ ký kết có Đại tá Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Võ Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở tình hình thực tế của các địa phương, hai đơn vị đã thống nhất thực hiện quy chế phối hợp với nội dung thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong xây dựng lực lượng công an. Hai đơn vị đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo công an hai tỉnh. Việc ký kết quy chế phối hợp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an các xã vùng giáp ranh và các đội nghiệp vụ phối hợp xử lý thông tin, trấn áp tội phạm và tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 4 tháng đầu năm và triển khai công tác những tháng cuối năm. Trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 1 người, bị thương 14 người, thiệt hại tài sản trên 1,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, án chung tăng 1 vụ. Tại hội nghị sơ kết, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt đã nghiêm khắc kiểm điểm những tồn tại trong 4 tháng đầu năm 2019. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, Công an thành phố xác định sẽ làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, chủ động tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả chỉ thị 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục phát động phong trào thi đua, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại trong năm 2019. Ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Trọng đã phối hợp tổ chức đợt tuyên truyền các chuyên đề phòng chống tội phạm cho cán bộ làm công tác hội phụ nữ các xã Hiệp Thạnh, Hiệp An và Liên hiệp huyện Đức Trọng. Nội dung tuyên truyền bao gồm các chuyên đề phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm hoạt động tín dụng đen, phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã thông tin đến các hội viên những vụ việc nổi cộm hiện nay, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, trong đó nhóm đối tượng nữ giới và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại cao. Được biết, trước đó Công an huyện Đức Trọng cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Đức Trọng tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu chuyên đề an toàn giao thông cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt vừa phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh tổ chức chương trình tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho nhân dân tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ và hệ thống biển báo giao thông đường bộ, hướng dẫn cách lái xe an toàn, chọn mũ bảo hiểm đúng cách, xử lý những tình huống nguy hiểm và bất ngờ khi tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi nhờ sự tương tác hướng dẫn giữa cảnh sát giao thông và người dân. Qua đó, người dân đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, đảm bảo an toàn cho mình cũng như tuyên truyền kiến thức lái xe an toàn đến cho người thân, bạn bè nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nghiêm Thị Nhi, 48 tuổi, trú tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, để điều tra về hành vi giết người. Theo lời khai của bà Nhi, khoảng năm 2015-2016, khi anh Đàm Văn Quyết
con trai bà Hoàng Thị Vượng, 71 tuổi, trú cùng thôn, còn làm trưởng thôn, có làm hồ sơ cho bà Nhi vay vốn xóa đói giảm nghèo và đã làm sai phần giấy chứng minh nhân dân của bà. Sau đó, năm 2018, bà Vượng nghi ngờ bà Nhi lấy trộm điện thoại di động. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ như vậy mà trưa ngày 24 tháng 5, khi bà Vượng dắt hai cháu nội là Đàm Đức Tiến 4 tuổi và Đàm Thị Nguyên Thảo 3 tuổi đi chơi, rồi vào nhà bà Nhi xin mấy quả bơ. Tại gốc cây bơ sau nhà, bà Nhi đã to tiếng với bà Vượng, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, đầu, cổ bà Vượng và hai cháu Tiến Thảo, kéo xác ba nạn nhân đến một hố cà phê cách đó khoảng 20 mét, dùng xà bách vét đất chôn xác ba nạn nhân. Sau đó, bà Nhi tắm giặt đón xe ôm ra nhà người quen ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Khuya cùng ngày, không thấy bà Vượng và hai cháu Tiến Thảo về, gia đình đã trình báo công an xã Tân Thanh. Tiến hành tìm kiếm, đêm ngày 24 tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết máu, tóc vương vãi phía sau nhà bà Nhi và đến khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 5 thì phát hiện nơi bà Nhi chôn thi thể ba nạn nhân. Cùng thời điểm này, bà Nhi đã bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng. Trưa và chiều ngày 25 tháng 5, công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật tử thi. Ghi nhận ban đầu, các nạn nhân bị chém rất dã man với hàng chục vết chém trên đầu, cổ, mặt. Lực lượng công an cũng đã mời chồng và con trai bà Nhi để làm việc. Tuy nhiên, bước đầu xác định những người này không liên quan đến vụ án. Ngày 27 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ đối tượng Trường Văn Hải, sinh năm 1996, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, Hải cùng một nhóm bạn ngồi ăn nhậu và sử dụng loa thùng kéo gây mất trật tự tại khu vực quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Tổ liên ngành trật tự đô thị, vệ sinh môi trường làm việc tại đây đã yêu cầu nhóm thanh niên tắt loa thùng kéo, yêu cầu Hải đến phòng bảo vệ thuộc quảng trường Lâm Viên làm việc. Không những không chấp hành, Hải còn dùng tay đấm vào mặt cán bộ công an phường 10. Cán bộ cảnh sát trật tự công an thành phố Đà Lạt tới ngăn cản thì Hải có hành vi chống trả quyết liệt. Tổ công tác liên ngành đã khống chế đưa Hải về cơ quan công an. Bảy gian nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy cùng nhiều trang thiết bị nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng đóng tại số 3 Quang Trung, phường 2, thành phố Bảo Lộc đã bị lửa thiêu rụi với diện tích rộng khoảng 300 m² trong vụ cháy xảy ra vào trưa ngày 26 tháng 5. Vào thời điểm trên, nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng phát hiện lửa bùng phát tại nhà kho chứa giống dâu tằm. Mọi người dùng thiết bị dập lửa nhưng bất thành. Nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy như nong tre, gỗ, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả dãy nhà. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe máy bơm cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Vụ cháy đã được dập tắt sau đó 30 phút, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhân viên của trung tâm thui né bằng bình khò ga dẫn đến cháy. Sau khi không khống chế được đám cháy, nhân viên trung tâm mới điện báo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Xuân Thu, sinh năm 1967, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Thu là cán bộ công chức văn hóa xã hội xã Hiệp An, đồng thời là tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn Định An. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Thu đã mạo danh 16 hộ dân tại xã Hiệp An để lập khống 16 hồ sơ vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng. Sau đó, trình Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An xác nhận đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Trọng cho vay để chiếm đoạt tổng số tiền 582 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ hành vi tính chất mức độ của vụ án, bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả nên Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trần Thị Xuân Thu 7 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp giật tài sản do bị cáo Nguyễn Đức Vinh, sinh năm 1986, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh gây ra. Theo cáo trạng, Vinh điều khiển xe máy biển kiểm soát 60B136678 từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Ngay trong buổi sáng ngày 15 tháng 11 năm 2018,
Vinh chạy xe máy vào trung tâm thành phố Đà Lạt và đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, lấy được 5 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng 24K, một số giấy tờ như chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm. Tiến hành truy xét, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt được Vinh sau đó không lâu. Tại phiên tòa, Vinh thành khẩn khai báo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vinh 10 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Trước đó, Vinh đã có một tiền án 6 năm tù về tội cướp giật tài sản. Thưa các đồng chí và các bạn, dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng được đầu tư theo hình thức BOT kết hợp BT. Sau thời gian đi vào hoạt động, công ty BOT quốc lộ 20 đã có sự phối hợp đáng ghi nhận trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Việc thu hồi vốn đầu tư dự án BOT là một hoạt động tất yếu của các doanh nghiệp nói chung, của công ty BOT quốc lộ 20 nói riêng. Tuy nhiên, khi mới đi vào hoạt động, thì tại trạm thu phí Liên Đàm Di Linh đã xảy ra một số sự cố ban đầu, trong đó có những vụ va quẹt hoặc tai nạn gây ùn tắc giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện, Công an huyện Di Linh thường xuyên có mặt kịp thời những khi có sự cố, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao thông thông suốt. Trong thời gian qua thì lượng sát giao thông cũng phối hợp với chốt BC08 phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, rồi trạm BOT cũng đã xây dựng các cái kế hoạch cũng như là phân công lực lượng trực 24/24 tại chốt trong các cái ngày lễ, các cái đợt cao điểm để mà đảm bảo an trật tự an toàn giao thông trên tại trạm BOT, nhất là trong các ngày lễ như lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trong thời gian qua. Và cũng xin phối hợp với chốt BOT để mà thường xuyên đề xuất để những cái phương án mà khi mà có cái tình trạng quá tải phương tiện tại cái trạm BOT này thì cũng có các phương hướng xử lý kịp thời cũng như xả trạm mà không để các phương tiện ùn tắc quá lâu. Thực tế cho thấy, ngay khi một số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trạm thu phí hay xảy ra các sự cố gây ùn tắc giao thông, thì Công an huyện Di Linh và Ban quản lý trạm BOT Liên Đầm đã phối hợp giải quyết tốt những sự cố một cách nhanh nhất, đồng thời có giải pháp giảm thiểu tai nạn. Trong đó, chủ động xử lý những bất cập về cơ sở hạ tầng như đặt thêm bảng hiệu chỉ dẫn, biển báo hạn chế tốc độ. Công an huyện được phối hợp với Ban toàn giao thông cũng như là phòng BC08 thì cũng đã kiến nghị bất cập những cái khảo sát, kiến nghị những cái chỗ bất cập, chỗ cái trạm thu phí này thì cũng đã được khắc phục. Và chính vì vậy tình trạng này, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian gần đây là cũng như được giảm hơn so với thời gian trước. Điều đáng ghi nhận, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phía công ty BOT và BT quốc lộ 20 đã tích cực và chủ động phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương để giải quyết tốt, đồng thời thực hiện việc giảm giá cho người dân trong khu vực. Theo sự chỉ đạo của Bộ Thông Vận tải, Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, để chúng tôi có phối hợp và làm việc với lại cơ quan địa phương về việc đảm bảo an toàn giao thông qua trạm và quanh khu vực trạm đối với các cái trường hợp về các cái ngày lễ Tết như 30/4, 1/5 hoặc 1/29 đối với quy định về chiều dài xe vượt quá quy định thì chúng tôi thực hiện xả trạm theo quy định. Và thứ hai là về việc trong trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan chính quyền địa phương, cơ quan công an, chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo việc xả trạm để đảm bảo an toàn giao thông. Có thể thấy rằng việc quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng được đầu tư nâng cấp bước đầu đã giúp rút ngắn được thời gian hành trình của các phương tiện giao thông, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh. Đây là chủ trương phù hợp trong việc kêu gọi các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoạt động, trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí Liên Đàm hiện nay của lực lượng Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng đáng được ghi nhận, góp phần thu hút đầu tư về giao thông nói riêng, về các dự án kinh tế khác nói chung, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.